Thầy An mến chào quý phụ huynh và các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập trang 8. 6.1. Hoàn thành bản xong. Phân số 5/7. Đọc, các bạn ghi là 5/7 nha. 5/7. Tử số, đây là tử số. Có nghĩa là tử số là số 5. Còn mẫu số là số 7. Đây chúng ta đọc là -6/11. Các bạn ghi vào đây. -6/11. -6/11. Tử số là -6. Còn mẫu số là số 11. Tiếp theo, người ta đọc là -2/3 thì phân số sẽ là -2/3. Tử số sẽ là -2. Tử số. Còn mẫu số sẽ là số 3. Bạn cuối cùng, tử số là 9, mẫu số là -11. Tử số là 9, mẫu số là -11. Chúng ta đọc là 9/11. 9/11. Rồi các bạn kẻ cái bảng này vào vở và chúng ta làm vào ha. 6.2. Thay dấu hỏi chấm bằng số thích hợp. Ở câu A, 1/2 bằng dấu hỏi chấm 8. Mình thấy nè, 1/2 thì bằng mấy phần 8 các bạn? Thì nhiều bạn thấy ngay rằng 1/2 thì sẽ bằng 4/8. Nhưng mà có nhiều bạn vẫn chưa thấy. Thì mình thấy là từ 2 qua 8 thì chúng ta nhân cho 4. Như vậy thì mẫu mình nhân 4 thì tử mình cũng nhân cho 4. Cho nên 1 nhân 4 thì chúng ta được là 8. Đồng ý chưa? Đồng ý không? Nè, ta có 1/2 thì bằng 4/8. Được chưa? Thì từ đó mình suy ra dấu hỏi chấm thì chúng ta sẽ thay bằng số 4. Nên dấu hỏi chấm sẽ được thay bằng số 4. Rồi, câu B. -6/9 bằng 18 phần dấu hỏi chấm. Nếu mà ở câu A chúng ta nhìn thấy ngay rằng là 4 thì câu này hơi khó để chúng ta nhìn thấy ngay đúng không? Thì mình cứ làm từng bước. Ta có -6/9 thì sẽ bằng 18. Số nào -6 nhân cho số nào để được 18 các bạn? Mình muốn biết nhân cho số nào thì chúng ta lấy 18 chúng ta chia cho -6 nha. Thì số đó sẽ là số -3. Có nghĩa là tử chúng ta nhân cho -3. -6 nhân cho -3. Mục đích mình nhân cho -3 để được số 18. Thì mẫu chúng ta cũng phải nhân cho -3. Mẫu là 9. 9 chúng ta cũng nhân cho -3. Thì lúc này chúng ta sẽ được -6 nhân -3 chúng ta được là 18. Âm nhân âm là dương. Còn 9 nhân 3 là 27. Số này số âm. -27. Từ đó mình có dấu hỏi chấm sẽ được thay bằng số -27 ha. Nên dấu hỏi chấm sẽ tương ứng với số -27. Rồi, mình xong 6.2. 6.3. Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bằng nó và có mẫu dương. Bằng nó và có mẫu dương. 6
1.3. Ta có 8 phần âm 11 bằng, thì mình muốn có cái mẫu dương thì chúng ta nhân tử và mẫu cho âm 1 để cái mẫu nó dương, sẽ bằng 8 nhân cho âm 1. Mẫu là âm 11, chúng ta cũng nhân cho âm 1. Bởi vì người ta nói là phân số bằng nó và mẫu dương, thì để mà bằng nó thì mình nhân tử và mẫu cho cùng một số. Thì lúc này chúng ta được là 8 nhân cho âm 1 thì chúng ta được là âm 8. Âm 11 nhân cho âm 1 thì chúng ta được là 11. Âm nhân âm là dương, mình được 11. Đó. Mình đã viết cái phân số này bằng một phân số mới và có mẫu dương. Tiếp theo, âm 5 phần âm 9. Âm 5 phần âm 9 thì cũng như vậy, chúng ta nhân tử và mẫu cho âm 1 để chúng ta được một phân số mới bằng nó và có mẫu dương. Âm 5 nhân âm 1 thì chúng ta được là 5 và âm 9 nhân âm 1 thì chúng ta được 9. Mình xong 6.3. Thì qua câu 6.3 thầy muốn nói thêm với các bạn. Đó là phân số A phần âm B thì sẽ bằng với phân số âm A phần B nha. Âm ở dưới mẫu chúng ta có thể đưa lên tử. Đó. Và thầy nói thêm luôn, và sau này nó sẽ bằng phân số âm A phần B. Được chưa? Và thêm một điều nữa, chúng ta có âm M phần âm N thì sẽ bằng M phần N. Nè, các bạn chú ý. Từ đây về sau các bạn có thể sử dụng điều này. Cho nó nhanh. Chúng ta qua 6.4. Rút gọn các phân số sau. Âm 12 phần âm 4 thì rút gọn là chúng ta sẽ chia tử và mẫu cho cùng một số, và số đó nên là ước chung lớn nhất của tử và mẫu. Thì để cho nó đơn giản thì mình áp dụng cái công thức hồi nãy của thầy đó các bạn. Mình có âm M phần âm N sẽ bằng M phần N. Cho nên âm 12 phần âm 4 sẽ bằng 12 phần 4. Sau đó chúng ta chia tử và mẫu cho ước chung lớn nhất của hai bạn này. Và ước chung lớn nhất của hai bạn này chính là số 4. Thì 12 chia 4, các bạn có thể làm tác luôn. 12 chia 4 thì các bạn được là 3. 4 chia 4 các bạn được 1. Và 3 chia 1 thì bằng 3. Nha. Mình có là phân số A phần 1 là bằng 2. Tiếp theo, 7 phần âm 35. 7 phần âm 35. Thì như mình đã trao đổi, âm ở dưới mẫu chúng ta có thể đưa lên trên tử đúng không? 7 phần âm 35 thì sẽ bằng âm 7 phần 35. Bằng cách là chúng ta nhân tử và mẫu cho âm 1. Sau đó mình sẽ chia tử và mẫu cho ước chung lớn nhất của hai bạn này. Đó chính là số 7 đúng không? Các bạn có thể trình bày ra hoặc là các bạn có thể làm tắt. Ví dụ như trình bày ra là âm 7 chia 7 nè. Rồi 35 cũng chia 7 nè. Đó, chia tử và mẫu cho 7. Âm 7 chia 7 chúng ta được là âm 1. 35 chia 7 thì chúng ta được 5. Đó, mình đã rút gọn phân số 7 phần âm 35 bằng phân số âm 1 phần 5. Cuối cùng, âm 9 phần 27.
Mình thấy ước chung lớn nhất của hai bạn này là số 9. Cho nên là chúng ta chia tử cho 9. Tử chia 9 thì mẫu chúng ta cũng phải chia 9. Âm 9 chia 9 thì chúng ta được là âm 1. 27 chia 9 thì chúng ta được 3. Đó. Chúng ta đã rút gọn phân số âm 9 phần 27 thành phân số âm 1 phần 3. Mình xong 6.4. Viết các số đo thời gian sau đây theo đơn vị là giờ. Dưới dạng phân số tối giản. Người cho là phút này, bảo mình viết đơn vị là giờ. 6.5. À có. 15 phút. 15 phút. Mình biết rằng là 1 giờ thì bằng 60 phút. Như vậy thì muốn đổi từ phút sang giờ thì chúng ta sẽ lấy cái số phút chúng ta chia cho 60 sẽ bằng là 15 chia cho 60. Đó, đây là phút. Thì lúc này đây là đơn vị là giờ. Nè. Đó, mình đã đổi từ phút sang giờ. Và công việc tiếp theo của chúng ta là rút gọn nó về phân số tối giản. Nè. Thì mình thấy rằng là ước chung lớn nhất của tử và mẫu là số 15. À, nhẩm là các bạn cũng thấy. Cho nên là chúng ta chia tử và mẫu cho 15. Thì mình được là 15 chia 15 chúng ta được là 1. 60 chia 15 chúng ta được 4. Như vậy thì chúng ta được là 1 phần 4 giờ. Xong ý thứ nhất. Ý thứ hai là 90 phút. 90 phút. Bây giờ chúng ta cũng đổi sang giờ. Muốn đổi sang giờ, chúng ta chia cho 60. 90 chia cho 60 giờ. Rồi thì nhẩm, các bạn cũng thấy rằng là ước chung lớn nhất của tử và mẫu là số bao nhiêu các bạn? Số 30 đúng không? 30 sẽ là ước chung lớn nhất. Mình thử nè, ước chung lớn nhất là số 60, không phải. Rồi ước lớn thứ nhì của số 60 là số 30. Mình thử thôi, 30, 30. Ok, vậy là ước chung lớn nhất của hai bạn này là số 30. Thì bây giờ mình sẽ rút gọn cái phân số này về phân số tối giản bằng cách là chúng ta chia tử và mẫu cho 30. Thì 90 mà chia cho 30 thì chúng ta được là 3. 60 chia 30 chúng ta được 2. Đó. Như vậy thì 90 phút là bằng 3 phần 2 giờ. Rồi, mình xong 6.5. Một vòi nước chảy vào một bể không có nước. Sau 40 phút thì đầy bể. Hỏi sau 10 phút lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể? Thì câu này cũng đơn giản thôi ha. 6.6. Thì câu lời giải của chúng ta là sau 10 phút, lượng nước đã chảy chiếm số phần bể là. À, chiếm số phần bể là. Sau 10 phút. Lượng nước đã chảy chiếm lượng nước đã chảy chiếm chiếm bao nhiêu phần các bạn? Đây, 40 phút thì đầy bể nha. 40 phút thì đầy bể. Đầy bể có nghĩa là một bể đúng không? Như vậy thì bây giờ hỏi là sau 10 phút thì bao nhiêu phần bể đúng không? Thì mình có quy tắc là nhân chéo chia ngang đúng không? Nhân chéo chia ngang là mình lấy 10 nhân 1 là bằng 10, chia ngang là chia cho 40. Có nghĩa là 10 chia 40.
Sau 10 phút, lượng nước đã chảy chiếm 10 phần 40 là bằng 1 phần 4. Chia tử và mẫu cho 10, chúng ta được 1 phần 4. Và đơn vị là phần bể nha. Hoặc là các bạn đi bể cũng được, 1 phần 4 bể. Rồi, câu 6.6 cũng đơn giản vậy thôi. 6.7. Hà Linh tham gia một cuộc thi sáng tác và nhận được phần thưởng là số tiền 200.000 đồng. Bạn mua một món quà để tặng sinh nhật mẹ hết 80.000 đồng. Hỏi Hà Linh đã tiêu hết bao nhiêu phần, các bạn chú ý nha, bao nhiêu phần số tiền mình được thưởng. Có nghĩa là chúng ta muốn tính số phần là nó dưới dạng phân số đó các bạn, bao nhiêu phần. Muốn tính được bao nhiêu phần mà bạn Hà Linh đã tiêu hết thì chúng ta lấy cái số tiền tiêu chia cho số tiền mà Hà Linh được thưởng. Mình nói là Hà Linh đã tiêu hết bao nhiêu? Số tiền đã tiêu là 80.000 đồng. Chia cho số tiền mà bạn được thưởng là 200.000 đồng. Bây giờ mình rút gọn nè. Mình thấy ở trên là có 4 số 0, ở dưới chúng ta cũng bỏ đi 4 số 0 nha. Bỏ đi 4 số 0 là chúng ta được là 8 phần 20 đúng không các bạn? Mình bỏ trên 4 số 0, ở dưới 4 số 0 thì chúng ta được là 8 phần 20. Mình thấy rằng là số 8 và số 20 có ước chung lớn nhất là 4, nên chúng ta chia tử và mẫu cho 4. Thì 8 chia 4 thì chúng ta được là 2. 20 chia 4 thì chúng ta được là 5. Đó. Hà Linh đã tiêu hết 2 phần 5 số tiền mình được thưởng. 2 phần 5 số tiền mình được thưởng. Hà Linh đã tiêu hết 2 phần 5 số tiền mình được thưởng. Chúng ta đã xong phần bài tập. Các bạn làm đúng được bao nhiêu phần trăm các bạn? Để lại comment cho thầy An biết với nha. Thầy An hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.